Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về một cái cấu trúc câu mang ý nghĩa là cấm đoán. Vậy nó như thế nào thì chúng ta cùng nhau xem qua cái ví dụ sau đây nhé. Ở đây thì là có một bức tranh gì, một người đang bơi đúng không? Và ở đây thì người ta để dấu ít có nghĩa là gì? Cấm bơi ở đằng đây. Bình thường mình sẽ nói là gì? Oyogimasu, koko de oyogimasu. Vậy thì cấm sẽ là gì? Asoko de oyoidewaike nai. Cấm không được bơi ở đằng kia. Hay như vậy chúng ta có cấu trúc ngữ pháp câu là gì? Động từ chúng ta chia về thể t hoặc là d cộng với waike nai, đọc là thế waike nai hoặc là de waike nai. Ý nghĩa của nó là cấm, hay cách dùng của nó là biểu thị sự cấm đoán. Ikenai là thể thông thường của ikemasen, dùng để cho nam giới dùng với những người có vai vế thấp hơn mình, hoặc là thể lịch sự thường được những người ở giám thị hoặc là cấp trên trong công ty hay là giáo viên sử dụng. Và chúng ta cùng nhau xem qua cái bức tranh đây nhé. Đây là một cái giờ học đúng không? Và cậu bé đó kia làm gì đây? Làm hành động là ăn cái gì đó. Và ông thầy này nói gì đây? Không được ăn. Bình thường mình sẽ nói là gì? Tabemasu. Vậy bây giờ cấm thì chúng ta sẽ chia như thế nào đây? Hay đúng rồi. Tabethewaike nai, cấm không được ăn. Vậy còn bức tranh này thì sao? Người kia thì muốn chụp ảnh một cái bức tranh có hình hoa đúng không? Và cái anh bảo vệ này nói là xin đừng chụp ảnh, cấm ở đây, cấm không được chụp ảnh, thì sẽ nói như thế nào đây? Sashin o torimasu thì chúng ta sẽ có là gì? Sumimasen, sashin o torimasu nai, ở đây thì cấm không cho chụp ảnh. Hay qua buổi học ngày hôm nay thì các bạn đã biết thêm một cấu trúc ngữ pháp, đó là cấm đoán rồi đúng không ạ? Rất là đơn giản. Hay nếu như các bạn có thắc mắc cũng như là có bất kỳ câu hỏi gì, các bạn có thể comment ở bên dưới nhé. Hay minasan sayonara. Matagondo mo yoroshiku onegaishimasu.